Khán giả từ tranh cãi đến tâm phục khẩu phục thành tích lọt top 16 của Hoa hậu Lào. Người đẹp Payensa Lo là thí sinh đầu tiên của Lào lọt top tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, kể từ khi quốc gia này cử đại diện dự thi vào năm 2017. Tuy nhiên, trước khi phần phỏng vấn kín của đại diện Lào với ban tổ chức được công bố thì nhiều người cho rằng đó là kết quả chưa xứng đáng, nhất khi đem cô so sánh với nhiều ứng cử viên được đánh giá cao hơn. Khi đại diện Lào vượt qua những cử viên được đánh giá cao hơn như Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Mexico. Để lọt top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022 thì cộng đồng mạng đã xảy ra những cuộc tranh cãi kịch liệt, cho rằng đó là kết quả chưa xứng đáng. Tuy nhiên, sau khi vòng phỏng vấn kín của Hoa hậu Hoàn vũ Lào được công bố, nhiều khán giả đã quay xe, thừa nhận tâm phục khẩu phục kết quả này. Người đẹp Lào mang tới cuộc thi một nguồn năng lượng mới, đầy cảm hứng. Người đẹp rất khiêm tốn, không phô trương hay trở thành tâm điểm của truyền thông. Tên tuổi cô không xuất hiện dày đặc trên truyền thông như nhiều người đẹp khác. Trang cá nhân của cô cũng chia sẻ một vài hình ảnh chuẩn bị cho cuộc thi. Các truyền trang cũng không dành sự quan tâm đặc biệt cho đại diện của Lào vì cô không sở hữu lợi thế ngoại hình như nhiều đối thủ mạnh khác. Thế nhưng trong vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo, Payensa Lo được đánh giá cao nhờ phong thái tự tin, kỹ năng nói tốt và truyền tải được thông điệp cá nhân mà mình mong muốn mang đến cuộc thi. Hoa hậu Hoàn vũ Lào giới thiệu cô là người dân tộc Hông nên đã lựa chọn bộ váy thể hiện được rõ nét văn hóa thông qua họa tiết trang phục. Một nửa trang phục mang hình ảnh của quốc gia Lào và một nửa mang màu sắc của dân tộc Hông. Khi được hỏi điều này có ý nghĩa đặc biệt thế nào với bạn, Payensa Lo chia sẻ về cuộc sống của phụ nữ Hông tại Lào. Những người phụ nữ ấy bị gò bó trong những định kiến, khuôn khổ, không được sống và làm theo ý mình. Bố, mẹ, chồng là người sẽ kiểm soát cuộc đời bạn. Nếu bố mẹ muốn bạn kết hôn, bạn phải đồng ý. Nếu chồng bảo không được đi học, phải ở nhà chăm con, bạn cũng phải đồng ý. Thực sự rất khó khăn, nên tôi muốn thay đổi những điều đó. Những cô gái Hông, phụ nữ Lào thường rất nhút nhát, không tự tin. Vì thế, khi tôi đến đây, nhiều người bày tỏ bất ngờ với sự tự tin của tôi, đại diện Lào chia sẻ. Payensa Lo cũng tiết lộ thêm, cô đang là một giáo viên dạy tiếng Anh tại Lào và cảm thấy công việc này thực sự ý nghĩa. Cô nói, tôi bắt đầu dạy tiếng Anh từ năm 16 tuổi, ban đầu là dạy online. Khi bắt đầu học tiếng Anh, tôi nhận ra nó rất có ích trong việc tiếp cận nguồn tài liệu trực tuyến. Tiếng Anh là vấn đề lớn tại Lào khi chỉ có 5% dân số nói được ngôn ngữ này. Đó là lý do tôi muốn giúp cộng đồng của mình, giúp trẻ em có thể giỏi tiếng Anh. Tôi tin rằng tiếng Anh không chỉ là chìa khóa mà còn là công cụ đến thành công. Trước khi phần phỏng vấn kín của Payensa Lo được công bố, nhiều ý kiến cho rằng người đẹp Lào lọt top 16 nhờ chiến thắng ở phần bình chọn của khán giả. Tuy nhiên, sau khi xem phần thuyết trình của người đẹp 21 tuổi, nhiều người thừa nhận Payensa rất xứng đáng lọt top 16 chung cuộc. Nhiều cư dân mạng từ tranh cãi, phán xét đã dành cho người đẹp Lào những lời khen. Sự gần gũi, giản dị nhưng mạnh mẽ cùng khát khao mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng của cô đã thực sự chinh phục công chúng. Theo nhiều chuyên gia sắc đẹp, kỹ năng trả lời phỏng vấn sẽ quyết định phần lớn đến kết quả chung cuộc, thậm chí là qua cuộc phỏng vấn đó. Ban tổ chức sẽ nhắm được người giành chiến thắng. Vì vậy, sự hoạt ngôn, nắm bắt thông tin xã hội, sự thông minh, đi thẳng vấn đề là yếu tố quan trọng quyết định người đẹp nào sẽ đi sâu vào các vòng trong. Người đẹp Lào vốn là sinh viên ngành quản trị kinh doanh trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Lào. Cô là giáo viên tiếng Anh, tình nguyện viên, diễn giả truyền cảm hứng và từng giành huy chương bạc môn Taekwondo. Cô bắt đầu làm quen với việc trình diễn trên sân khấu trong khoảng một năm gần đây. Bên cạnh đó, cô còn là người đồng sáng lập Hông Women Network, nền tảng giúp trao quyền, hỗ trợ phụ nữ trong cộng đồng Hông, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn. Đây cũng được cho là điểm sáng của đại diện Lào tại cuộc thi nhan sắc khắc nghiệt nhất hành tinh. Câu chuyện của Hoa hậu Lào khiến chúng ta liên tưởng đến câu chuyện truyền cảm hứng mãnh liệt của Hoa hậu Hờ Henny tại đấy, trường Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vài năm trước đây. Một cô gái dân tộc Ede dám cãi lời cha mẹ, không lấy chồng sớm mà theo đuổi ước mơ của mình. Và cuối cùng, con đường cô lựa chọn đã đúng đắn. Không chỉ trở thành hoa hậu có những bước đi catwalk điêu luyện trên sân khấu, những bức hình thời trang ấn tượng, cô còn làm được rất nhiều điều ý nghĩa cho cộng đồng. Trái tim nhân hậu của Hờ Henny chính là điều giúp cô trở thành nàng hậu quốc dân, được khán giả đặc biệt yêu mến. Tiêu chí lựa chọn gương mặt lọt top của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới những năm gần đây có nhiều thay đổi. Trước đây, hình thể, kỹ năng trình diễn được xem là những yếu tố quan trọng, quyết định thứ hạng của thí sinh tại cuộc thi, nhưng trong khoảng 5 năm gần đây, ngoại hình không còn là nhân tố quan trọng nhất với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Trước chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, tỷ phú An Jakapong Jarajutatip, chủ nhân mới của cuộc thi từng chia sẻ.
Mục đích của cuộc thi tìm kiếm những người có khả năng lan tỏa và mục đích sống rõ ràng thay vì lựa chọn những người sở hữu hình thể đẹp, kỹ năng trình diễn tốt. Không chỉ vẻ ngoài và những bước catwalk trên sân khấu, điều quan trọng hơn là cách bạn nói chuyện, thể hiện quan điểm cá nhân. Tỷ phú An Jakabong Zarazutatip nói về tiêu chuẩn lựa chọn những người đẹp tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.